Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần thắp sáng cho hàng triệu gia đình. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp. Anh Minh ạ. Ô, anh Minh đây rồi. Em đi tìm nhà có khó không? Dạ cũng hơi khó bởi vì khu đô thị rộng quá. Thế là may nhìn thấy anh ngồi đây mà chắc là công trình đây rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh đến sớm nhưng mà đang tranh thủ xem lại bản vẽ để có thể giới thiệu với em về công trình này. À, thế thì chúng ta bắt đầu tham quan được chưa ạ? Được, xin mời em. Diện tích khu đất của mình thì là bao nhiêu phần trăm và cái diện tích xây nhà thì chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất ạ? Đây là ngôi nhà có diện tích là 230m2 và phần diện tích xây dựng là khoảng 90m2, tức là chiếm khoảng 42% mật độ xây dựng. Công trình được xây dựng với quy mô là 2,5 tầng. Nhưng mà như em thấy thì sử dụng cái phương án mái dốc thì khi chúng ta đứng ở đây nhìn thì cảm giác công trình chỉ có 2 tầng thôi. Thì như vậy là nó không chiếm quá nhiều khối tích trong không gian và sẽ cảm giác là công trình được nằm gọn ở trong một cái môi trường không gian xung quanh. Em đang rất là muốn được đi tham quan xung quanh ngôi nhà có được không ạ? Xin mời em mình cùng đi tham quan xung quanh. Đây là phần hiên terrace ở bên ngoài, chỗ là có thể ngồi uống trà và thưởng thức không khí ngoài trời. Và mỗi buổi chiều hoặc là sáng sớm thì gia chủ có thể thưởng thức bữa ăn sáng hoặc là những bữa trà chiều ở đây thì thật là tuyệt vời đúng không anh? Đúng vậy. Anh Vinh có thể giới thiệu cho Ngọc Hân cũng như là khán giả của chương trình biết về ý tưởng của ngôi nhà này được không ạ? Công trình được thiết kế với quy mô là 2,5 tầng, trong đó là có 3 phòng ngủ chính cộng với cả phòng khách, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung cũng như là một cái phòng về giải trí mang tính chất là linh hoạt tùy cho người mua nhà, khách hàng có thể rất là linh hoạt trong quá trình sử dụng về sau. Ý tưởng mà anh thiết kế phong cách của ngôi nhà này thì là như thế nào? Chúng tôi đặt vấn đề về sinh thái lên hàng đầu. Vấn đề sinh thái ở đây thì là ngoài các vấn đề về sử dụng vật liệu ít ảnh hưởng đến môi trường, nhưng về hình thái kiến trúc thì chúng tôi cố gắng sử dụng những hình thái đơn giản, nhẹ nhàng và thân thiện với môi trường. Trong đó là con người sống ở bên trong nhà nhưng mà cái sự hòa trộn với không gian bên ngoài được tạo dựng một cách là linh hoạt và tiện nghi cho người sử dụng. Thank you.
phòng khách này thì em quan sát thấy cái cách mà anh thiết kế cũng như là bố trí không gian dường như rất là hợp lý và có lẽ rất là hợp với một mô hình gia đình trẻ trung đúng không anh? Thiết kế của căn biệt thự này thì tương đối là đơn giản nhưng mà tạo dựng nên một sự hiện đại, đồng thời là các không gian ở bên trong thì rất là mở cũng như là rất là linh hoạt. Tất cả các phòng thì đều được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Khi mà chúng ta ngồi ở bên trong phòng thì đều có view nhìn ra ngoài phần sân vườn. Đấy là một trong những cái yếu tố rất là độc đáo. Đúng là khi ở đây thì em hoàn toàn là có thể ngắm nhìn đằng trước hay là bên cạnh thì cũng đều thấy những không gian xanh mát của những khu vườn bao quanh ngôi nhà đúng không anh? Bởi vì là ngoài phần sân vườn của mỗi ngôi nhà thì trong các cái khu nhà cộng đồng này chúng tôi đều có những cái phần lõi công viên nơi là tập trung các phần vườn hoa, cây xanh. Thế cho nên là ngoài những cái phần công viên công cộng đó, cây xanh trên mỗi lô đất thì cũng lại góp phần tạo dựng chung lên một cái không gian tổng thể rất nhiều màu xanh. Em quan sát thì thấy nội thất của căn nhà cũng được anh sử dụng những cái gam màu rất là trầm ấm, dường như là để giúp nó có thể hòa quyện cũng như là gần gũi với cái thiên nhiên ở bên ngoài đúng không ạ? Dạ vâng. Bởi vì như tôi đã nói thì là cái tiêu chí sinh thái được đặt lên hàng đầu, cho nên là việc lựa chọn về màu sắc vật liệu cũng được chúng tôi cân nhắc tương đối kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế. Tất nhiên là một công trình thì cũng không thể làm hài lòng được tất cả các khách hàng. Chúng tôi cũng cố gắng là sử dụng các cái vật liệu và màu sắc hòa quyện được với phần không gian, đặc biệt là những công trình mà có ánh sáng tự nhiên tương đối lớn như vậy. Dạ, không biết là anh Bình có thể dẫn em đi tham quan cũng như là chia sẻ nhiều hơn về những không gian chức năng khác được không ạ? Vâng, xin mời chị. Đây là phòng sinh hoạt chung của gia đình trên tầng 2. Dạ. Anh Vinh này, lúc nãy anh có chia sẻ với em rằng là lên đây thì bố trí rất là nhiều những cái khoảng không gian xanh. Thế nhưng mà em lại chưa nhìn ngắm thấy đâu. Ok, chờ anh một chút. Wow. Từ đây thì em có thể nhìn ra được sân vườn của nhà mình cũng như là phần công viên chung của toàn khu. Khi chỉ mở bước rèm thôi là chúng ta có thể nhìn ngắm toàn cảnh và phóng tầm mắt ra rất là xa, nhìn thấy rất là nhiều những cây xanh ở trong cái khu đô thị của mình đúng không anh? Và cái phương án thiết kế ở đây thì anh đưa cái phần bộ cửa xuống rất là thấp để khi mà chúng ta ngồi đây chúng ta có thể có được cái tầm nhìn rất tốt xuống phần sân vườn bên dưới. Đây chính là một cái khu mà sinh hoạt chung có thể nói là giúp cho chúng ta cảm giác gần gũi thiên nhiên, rồi dường như là với tay ra thì đã chạm được vào những cái tán lá cũng như là những cái cọ dừa đúng không anh? Vâng. Mời em vào tham quan các phòng ngủ ở trên tầng này. Chắc bên này là phòng ngủ master đúng không? Đúng rồi, đây là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính thì sẽ có cái view nhìn ra phía đằng trước là phần sân vườn chung. Vì đây là phòng ngủ chính cho nên là cái phần phòng thay đồ và phòng vệ sinh là được gắn liền và tách biệt riêng với cả không gian ngủ. Việc thiết kế công trình để đem lại cái sự hòa hợp với thiên nhiên bên ngoài thì công năng ở bên trong công trình thì tôi thiết kế là vẫn đảm bảo được các cái tiện ích sử dụng cho người chủ của gia đình. Ngoài các cái phòng ngủ được thiết kế ở tầng 2 thì chúng tôi có một phòng giải trí tương đối đặc biệt ở trên tầng 3. Và với căn biệt thự này thì chúng tôi đã thiết kế đấy là một cái khu spa dành cho chủ nhà để mọi người có thể làm nơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ngoài cái chuyện là thư giãn ở bên ngoài với môi trường thiên nhiên thì vẫn có đảm bảo được các cái tiện ích, tiện nghi ở bên trong công trình. Tức là sống ở trong ngôi nhà này thì chúng ta đảm bảo được tất cả những cái nhu cầu về thư giãn về tầm nhìn, về không gian xanh, về những khoảng vườn xanh mát và đặc biệt là cả thư giãn về spa này, đúng không anh? Dạ vâng. Yeah.
anh có thể chia sẻ cho khán giả về những ưu nhược điểm của dạng biệt thự song lập có được không ạ? Và từ đó có thể đưa ra những tư vấn về phương án thiết kế cho những khán giả của chương trình. Trong mỗi một công trình thì nó sẽ có những phần diện tích ưu tiên và không ưu tiên. Thì vì là căn biệt thự song lập chúng ta ép sát một cạnh vào với căn bên cạnh, cho nên là phương án thiết kế của tôi đưa ra thì bao giờ cũng sẽ dành những cái phần diện tích mà không ưu tiên hoặc ít ưu tiên vào những cái vị trí mà không được tiếp xúc với cả mặt thoáng tự nhiên. Còn lại những cái phần diện tích ưu tiên, ví dụ như là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, thì cố gắng được bố trí ra phía bên ngoài, nơi được tiếp cận với ánh sáng tự nhiên và thông gió tự nhiên. Tức là chúng ta sẽ tận dụng những cái khoảng không nào mà gia đình thường sinh hoạt thì sẽ đều hướng ra ba cái mặt thoáng còn lại, đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Xin cảm ơn anh Vinh về những chia sẻ cũng như là những tư vấn vừa rồi. Và thay mặt cho chương trình, Vinh Vân cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, căn biệt thự được nằm ở trong một vị trí được ví như ốc đảo toàn cây xanh của kiến trúc sư Nguyễn Thế Vinh đã khép lại chương trình Không gian xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần cải thiện môi trường sống. Vì một tương lai xanh. Cùng Sunspec, chung tay cho cuộc sống tươi đẹp.